Xin kính chào chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đội Cứu Hộ Chó Mèo. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình. Thì hôm nay mình khoe với cả nhà là bé bầu đã đẻ thành công, mẹ tròn con vuông. Đẻ được 7 bé nha mọi người. Ai quay cho mọi người xem. Đây. Năm bé đen đen thui luôn mọi người, một bé vàng với lại một bé xám đó, mọi người thấy không đó. Bé này đẻ nhưng mà hai anh con nhưng mà vẫn hiền nha mọi người, vẫn thân thiện nha mọi người đó, mọi người thấy dễ thương không đó. Giỏi nha con, chăm con giỏi nha, ôm ngủ mọi người thấy cưng không, rất là cưng luôn. Mấy bé này mà giống mẹ là to con đó mọi người ơi. Đó mọi người thấy cưng không? Thấy cưng chưa? Thấy mẹ con ôm nhau ngủ đó. Được 5 bé đen nha mọi người. Với lại một bé vàng với lại một bé xám. Một bé xám màu sữa. Rất là dễ thương luôn. Thì bé đẻ xong rồi tình hình sức khỏe của bé vẫn ổn định nha mọi người. Qua cho mọi người xem nè. Mọi người thấy cưng không? Anh em mình mới lốt áo, lốt vải rồi cho mấy bé nằm nè mọi người. Ấm áp nha mọi người. Thì hôm qua là bé đẻ được một bé. Là mình đoán là chắc đêm nay là bé đẻ, bé xanh nè. Mà tầm cỡ 2 tiếng sau là bé đẻ luôn mọi người. Canh quay mà quay không được mọi người. Giờ bé đẻ rồi, mọi người bình luận bên dưới để chúc mừng bé bầu mẹ tròn con vuông nha mọi người. Dễ thương không? Chào đón thêm 7 thành viên mới. Thì hôm qua có cái anh ở Sài Gòn á mọi người. Ảnh đem hai bé chó đực. Rất là dễ thương luôn. Thì anh vượt 400 mấy chục cây số để mang bé về trang trại của anh em mình gửi. Thì anh tới đây lúc 6 giờ mấy bây giờ mọi người. Đây. Bé này nhìn mặt hiền mọi người. To con đẹp trai. Mọi người thấy đẹp trai không? Mình cũng mới về thì vẫn còn chưa có nhát nha mọi người. Thì một hai ngày để thân thiện mình sẽ đưa vô trong nha mọi người. Giống này to lắm mọi người ơi. Bé này to con lắm. Đực nha mọi người, đẹp trai lắm, to con lắm. Mặt này là hiền nữa. Hiền khô luôn, thấy anh thấy cái ánh mắt không? Đó. Thì cái anh đó rất là thương hai bé luôn. Anh tin tưởng anh em mình nên anh mới dám gửi tới đây nha mọi người. Mọi người thấy dễ thương không? Giống này là khôn đó nha mọi người, to con khôn lắm á. Giống này là huấn luyện được nè mọi người. Mọi người thích bé này thì bình luận bên dưới cho mình biết nha mọi người. Thì mình qua quay bé thứ hai cho mọi người xem nha. Đây bé thứ hai đây mọi người, to con đẹp trai luôn. Bé này là cũng giống to nha mọi người, cũng khôn lắm. Nhìn ánh mắt nè, lanh lợi. Đó. Thì cũng tầm 1-2 bữa là thân thiện thì mình đem vô trong nha mọi người. Bé này mà vô trong chắc nắm chùm luôn mọi người. Cũng to con, đẹp trai. Hai bé nào cũng đẹp trai hết đó. Mọi người thích bé này thì cũng bình luận bên dưới cho mình biết nha. Thấy không? Cũng hiền, mặt cũng hiền lắm. Thân thiện lắm mọi người à. Mình quay sát cho mọi người xem nha. Thấy không? To con lắm mọi người. Đã không? Nhìn tướng đã không? Mọi người khen bé này đẹp trai thì bình luận bên dưới cho mình biết nha. Thì một ngày đã trôi qua, lại một ngày mới. Quay mấy bé cho mọi người xem.
Các con ơi, hôm nay trời gió mọi người. Ngày hôm nay là ngày đẹp trời. Quay mấy bé cho mọi người xem. Hiện tại mình đang ở bên ngăn mấy bé đực nha mọi người. Đó, mình vô là nó bu lại nè mọi người. Đó. Thì mình quay video á mọi người. Thì cái video thường mình quay là tầm khoảng 15-20 phút cho mọi người xem, mọi người đỡ nản á. Thì lúc mà khoe hôm nay thì mình khoe bé bầu đó để mọi đã sanh được mẹ tròn con vuông nha mọi người. Đây. Đó, mỗi lần vô là nó mừng. Đây. Không bao giờ cắn nhau nha. Đó, mình cho cái này đứng bên kia nha mọi người. Ăn không chó à. Thì mình đang ở bên ngăn trái được nha mọi người. Quay cho mọi người xem mấy bé nha, mấy bé này mạnh nha. Không hư nha, hư là không có thương nha. Giỏi mới thương nha. Mọi người yên tâm nha. Mấy bé này bé nào cũng khỏe mạnh nha mọi người. Thì mình có nói với mọi người là mỗi một ngày á thì mình sẽ dành thời gian quay mấy bé cho mọi người xem nha. Để mọi người xem, mọi người yêu quý mấy bé. Không có nhớ là xem được mấy bé rồi cũng cảm thấy vui nha mọi người. Thì có cái chị kia, chị bình luận là cái bé mà hai mặt á lại đặt cái tên là, chị kêu là cái iPhone đó mọi người. Thì bé hai mặt là giống trái táo. Thì có cái iPhone mình á là có một mặt trắng mặt đen á. Thì tên tiếng Anh gọi là iPhone, còn tên tiếng Việt gọi là bé táo. Thì anh em mình quyết định là đặt bé hai mặt đó là bé táo nha. Cảm ơn chị rất nhiều, chị hai cô gì đó. Chúc chị và các bạn mọi người luôn mạnh khỏe. Thì quyết định là đặt bé đó là tên bé táo nha. Sau này là mình có quay thì mình gọi bé táo cho cả nhà xem nha. Cảm ơn chị rất nhiều luôn. Thì cũng có một cô là bình luận nói là hôm nào con quay từng bé cho cô xem nha. Thì cô cũng cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn cô đã đồng hành cùng anh em tụi con. Thì cũng chúc cô thật nhiều may mắn trong cuộc sống, nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an trong cuộc sống nha cô. Thì con hứa với cô là sẽ quay từng bé cho cô xem nha. Thì bây giờ cái trại của con á cô ạ, đông lắm, giờ phải cái trăm bé rồi, chưa tính những cái bé ở ngoài á cô. Thì con đi sắp xếp. Thì cái gần tới Noel nè cô. Thì nếu mà con có may được áo cho mấy bé á thì con sẽ bắt từng bé con mặc áo á, thì con sẽ gọi từng tên từng bé cho cô xem nha. Cô ủng hộ tụi con nha, cảm ơn cô rất nhiều. Vô trong quay cho mọi người xem nha. Con ơi, chào mọi người đi con, cả nhà đi. Đang lung tung hết trơn, lên giường nằm hết trơn mọi người. Mỗi lần mà xem bình luận của cả nhà bình luận bên dưới á thì rất là vui luôn. Mọi người, cả nhà xem video, cả nhà bình luận một hai câu vô cho anh em mình có động lực nha. Mỗi khi đọc bình luận là cảm thấy rất là hạnh phúc luôn. Mình có thêm cái động lực để mình yêu thương mấy bé, như là có thêm cái động lực để quay cho mấy bé cho mọi người xem. Thì mong cả nhà ủng hộ cho anh em mình, cho mấy bé thật nhiều nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình cũng xin phép dừng video tại đây luôn. Cô chú anh chị và các bạn ngày mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe với gia đình, hạnh phúc bình an. Xin chúc tất cả mọi người trên thế gian được mạnh khỏe nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quý báu xem video của anh em mình. Hẹn cô chú anh chị và các bạn những tập video tiếp theo. Hãy đón xem những bé chó yêu thương nha cả nhà. Bye bye cả nhà này con. Bye bye cả nhà.